nam em và bạn trai lại có chiêu trò mới, khán giả bức xúc vẫn chưa biết sai. Bên cạnh những bình luận từ người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng trước hình ảnh gần đây của nam em, thì không ít cư dân mạng lại tỏ ra phẫn nộ vì nghĩ đây là chiêu trò mới do cô và bạn trai dựng lên. Thời gian vừa qua, cái tên nam em luôn là tâm điểm dư luận với những ồn ào về phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cô nàng cũng vừa được mời lên Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để trình bày về vụ việc. Theo đó, nam em phải đóng phạt hành chính với số T yên 37,5 triệu đồng. Mặc dù đã nhận được lời nhắc nhở từ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, song Nam em vẫn chứng nào tật nấy khi cố tiếp tục livestream và có những chiêu trò mới khiến khán giả vô cùng ngán ngẩm. Mới đây, Nam em lại tiếp tục có động thái gây xôn xao dư luận. Cụ thể, trong một đoạn clip được đăng gần nhất, người đẹp 910 gây ấn tượng khi xuất hiện với vẻ ngoài nhẹ nhàng, phong cách ăn mặc nhã nhặn và khuôn mặt lộ rõ nét buồn bã. Không chỉ vậy, người đẹp gốc T Yên Giang còn liên tục viết những dòng trạng thái ẩn ý như tìm lại cô ấy, rực rỡ thật nhưng mệt mỏi lắm. Buông thôi. Chia sẻ của nam em nhanh chóng thu hút truyền thông và cư dân mạng. Rất đông người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng, xót xa cho tình trạng hiện tại của cô. Tuy nhiên, cũng trong đoạn clip đó, một số cư dân mạng đã tinh ý phát hiện người quay đoạn clip chính là doanh nhân Bùi Hữu Cường, chồng sắp cưới của nam em thông qua tấm gương phản chiếu. Vì vậy những người này cho rằng những hình ảnh nam em ủ rũ thật chất chỉ là chiêu trò mà cô và bạn trai dựng lên để hòng thu hút sự chú ý của khán giả. Bởi lẽ, sau loạt livestream đại náo showbiz, nam em bị nhiều khán giả quay lưng và chỉ trích khiến cô không được gọi sâu nhiều như trước. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự thất vọng khi nam em không chọn cách nỗ lực làm nghề để phục vụ cho khán giả, mà lại cùng bạn trai tạo ra tai tiếng để mong được nổi tiếng. Hiện cô nàng vẫn đang khóa phần bình luận trên tài khoản TikTok cá nhân. Trước đó, Nam em từng thừa nhận cảm thấy chán ngán khi bản thân xuất hiện quá nhiều trên các trang mạng xã hội. Nói thiệt, tôi tới một cái mức mà lướt trên Facebook, TikTok, thấy tôi là bản thân không còn muốn ở lại nghe, auto lướt qua luôn, tới mức vậy luôn á. Nhức đầu luôn ý, trời ơi, tôi thấy nhức đầu thiệt. Bản thân tôi đứng ở vị trí khán giả, tôi lướt thấy tôi nhiều quá, tôi cũng khó chịu nữa, huống chi Hai, người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ. Được biết, sau khi nhận mức phạt hành chính, nam em còn bị ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long ngừng hợp tác. Ngay lập tức, nhiều fan tỏ ra lo lắng về việc nam em sẽ bị tước vương miện nếu tiếp tục có hành động không hay. Trước ý kiến của cư dân mạng, nam em tỏ ra bình thản. Cô cho biết tước hộ, tước nhanh, tước lẹ. Tôi đội cái vương miện đó 8 năm trời, muốn trả giữ lắm mà không chịu lấy lại. Bây giờ có cơ hội thì lấy dùng, lấy hộ, lấy lẹ. Quá trời nặng đầu, như cái vòng kim cô vậy, ràng buộc quá. Qua lấy lẹ, cái vòng kim cô để ngay dưới cây đàn kìa. Ai qua lấy lẹ, lấy dùm, lấy nhanh, lấy sớm, lấy đi nhanh dùm, không có nhu cầu. Ngoài ra, nam em còn cho biết thêm, bây giờ lo ca, yếm tê, yên để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống, mua những gì mình thích, giúp đỡ những người mình thích thế thôi. Ai ghét thì kệ đi, mệt quá, không có nhu cầu giải thích. Những năm gần đây, nam em là người đẹp đi hát thành công, nhận được sự ủng hộ của nhiều đối tượng khán giả mặc dù không thường xuyên góp mặt trong nhiều sự kiện âm nhạc lớn như những tên tê, ủi khác, nhưng nam em lại được rất nhiều bầu sâu mời hát ở những tụ điểm phòng trà mang không gian ấm cúng, thân mật. Tuy nhiên, cô nàng lại không biết tận dụng những lợi thế này, mà thay vào đó lại có những hành động không hay dẫn đến việc sự nghiệp ngày càng tụt sốc khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.